cuộn mất rồi. Anh bỏ gọn cái đâu ra. Ghê lắm. Mày thử thò tay vào thôi. Lấy cái que gì để tao khều. À đây. Tử á. Có gai này khều khác. Xem. Đây dài vào mà cắn ấy. Mà phun độc ấy. Rắn à? Ừ. Tao thấy cái đầu nó. 100% là rắn rồi. Đây 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 đây. Tao thò đầu đấy. Ý xem rắn gì? Ui. Vai trưởng. Hai con hổ mang rồi. Ui. Hổ mang phải không? Chính hổ mang rồi. Ui ba con. Vai cứt. Cái gì đấy? Một. Ủa à? Hai ba. Mở. Ui. Em em. Thôi 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 đừng đừng đừng. Im. Im để cho nó thò hẳn. Ui. Ui. Được chân nằm đi rồi. Rồi thu rồi. Ui. Ghê vãi. Ghê vãi trưởng mọi người ạ. Nó thủ ở trong đấy cả. Ui đây đây một con này. Có địa đạo ấy. Chưa biết là nó là rắn gì, rắn chắc chắn là rắn rồi. Ui hai con này, ba con đấy, ít nhất là có ba con nhá. Nhìn về sau to này chưa? Đấy, kia kia con nữa này, đây con nữa này, hai con này, im 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 đừng đừng, nó to lên đấy, nó to lên đấy. Đấy một con nữa, ba con này, ba con này. Ôi sao nó cứ lên ba nó tụt nhỉ? Không biết. Nó lên chăm cho tình hình à? Im im. Thế kéo ở trong con chúa. Không, tao chưa biết. Có đại ca say mới đây tử lên hóng. Nhưng mà hình ở những cái chỗ chằm này thì chỉ có rắn nước thôi. Biết ra đèn trắng này nó đốt chết luôn ấy. Chưa biết ba cái đầu thò lên rồi. Đấy là bảo ba con rồi. Khỏe ra. Không có nữa. Ui. Con ít ít đứng động. Bốn con. Bốn con cơ. Ừ. Bây giờ bắt kiểu gì? Tao chưa biết. Không biết là rắn độc hay không. Hay em bắt thử một con đấy. Ui ôi, nhiều lãi. Ba con ở đây này. Hả? Để này em một trên em chặt được một con trong xem con gì. Chặt hả? Không, để tao tao kẹp một phát nó. Tao lôi nó ra nhá. Vai trưởng, hai con đầu này to này. Nó này phải một cân. Từ từ, ngồi dình đi. Ngồi dình cho nó ra xa. Không, một phần trong này cứ chạy mất đi. Chạy mất gì đấy, ba con này im nha. Cứ bình tĩnh thôi. Ba con rồi, im. Nó thử là nó ra đấy, im im. Sao nó thử hiến đi nhỉ? Đấy, úi dồi. Ai? Có ngách nào trên này không ấy? Nó to lên, cắn chết em ấy. Mày cái mày. Úi, bảo đây. Rắn mông. Rắn mông á? Ui rồi. Mẹ kêu ơi. Ui, thế này đi, sợ gì. Ui ui, rắn mồng. Đi em, đi em. Rắn mồng. Đi ra. Hai ra. Con im. Em nhìn con kia đâu. Không, mày đi. Mày đi kiếm cái Sổ gì? Rồi. Tóm vào đấy. Rắn mồng cho nó xanh lè này. Ủa, con này hay nhỉ? Vậy. Rắn mồng. Đây đây đây. Ui, thụt quá rồi. Nhanh thế. Em vô đâu. Em vô đâu. Anh không biết vô đâu. Từ từ để tóm cái đầu nó cắn ngứa bố mẹ nó. Còn cái này này. Mày đấy, chưa đã đi bị cắn. Chưa bị cắn. Từ từ thôi. Đấy. Tóc. Mày to con nào lên. Lúc nãy tao thấy ba con ở đây với hai con ở đây. Một con lúc đầu nó chạy ra đây này. Chạy ra rồi à? Đi nước tát. Bọn đàn mông này thì không sướng. Nhưng mày móc vào hàng ghế lắm nhỉ. Mày móc đi. Một lít. Sao em sẽ có dẫn độc bên trong á? Đấy được. Bạn làm gì có dẫn độc? Biết được, dẫn độc nó đi chơi bạn nhé. Mày dẫn nước thì sao? Cắn con này nó cắn thì ngứa nha mọi người nhá. Nó không cầm đi. Nó không cắn chết người. Nó hơi ngứa thôi, không sợ. Một dã man. Ba con này mình không nhìn. Hết chờ luôn. Một con nữa. Ngon. Mày bưởi.
Chạm hòn đá cái tưởng nó cắn ghê. Không, nó cắn không 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 chết người nhưng mà nó ngứa ngứa mình cứ ghê tay ấy, mọi người ạ. Ê! Có con nào? Cầm. Con này trốn đây. Cắn đấy. Vẫn còn mẹ. Cháu vẫn chờ thấy người. Có cái con nào đuôi nó rung rung ấy. Nhiều có trứng vào bên trong ấy. Mày định tẩu thoát à? Ghê lắm. Ui. Ra này định chạy. Mày tổ luôn à? Trứng nhiều thế. Vẫn còn mà. Mày nhá, mấy con này. Chăn nước à? Ê, đuôi còn lắm một con. Mày bội thu rồi. Hôm nay làm ăn hơi bị bội thu mà nhỉ. Về bán ối tiền nhỉ. Ừ, rắn này bán được mà. Bán ối tiền á. Ui, con này to này. Ui, tao chưa thấy đâu. Mày tổ đây, như con chằn cháo này. Mày à, rắn này thì nó khá là lạnh nha mọi người nhé. Đầy tay còn nặng lắm. Vẫn còn này. Chỗ kìa mà. Ui, con này mới to. Trắng nhiều đấy nhở. Hay là nó có ở chỗ quanh chỗ này có những một vũng nước này nó ở. Không biết được, hay là nó đang chờ mưa lên nhỉ. Ai biết được, tao đã thấy, từng thấy. Vẫn còn. Đâu. Nhiều đấy. Vẫn còn ở trong ấy. Nặng thì ngồi xuống. Bắt thế rồi. Ngồi xuống. Mình điên là bắt thế thôi. Ui, nó bắt đầu trườn rồi. Ai? Vẫn còn cơ. À, đưa tao cầm một bên rồi. Nó quấn vào nhau này. Ui. Còn trong đấy. Chưa bao giờ mình. Tôi năm nay 30 tuổi, 31 tuổi rồi. Chưa gặp trường hợp nào như thế này. Dâm ba cái con đĩa này. Vẫn còn mày. Vẫn còn. Làm gì nhiều đấy. Đau. Ôi đây là bội thu luôn rồi nhỉ. Quả đây thì ăn với cả bán chết. Chưa thấy cái trường hợp nào như thế này luôn. Bọn này nó hiền khô mà. Ui như đây còn nữa này. Còn mẹ này. Chết. Ui. Chắc là những cái bãi kia người ta kích cho rồi. Nó sẽ là trôi xuống cái dòng suối này. Nó tụ lại ở đây anh nhỉ. Vẫn còn nhiều đấy. Thôi đây, tao cầm cho. Đây. Vẫn còn nữa mày ạ. Lấy đâu ra mà vẫn còn nhiều đấy. Hết rồi. Sâu chẳng đấy. Hãy mày đi mượn cái tải đi. Tải á? Ôi, cái chậu đâu? À, ui, anh ơi. Chạy cả đi. Ai hốt đi mà. Nó cắn cả tao đây này. Mẹ. Còn mẹ mày. Chảy máu rồi. Tại mày ấy. Đau rồi, chứ đến cái tay rồi. Nó cắn đây. Nó cắn ngứa ngứa nha mọi người nhá. Chảy máu. Xót đấy. Nó cầm như cái con nào, con nào cắn em. Cắn tao. Cắn này. Cắn bậy. Chết rồi. Cắn. Con chúa nó cắn rồi đấy. Đuôi vào tít tăm. Đây lại tí kia nhỉ. Thấy đồ ui. Chết rồi. Chảy máu tay rồi mọi người. Đấy. Nó cắn nó sẽ như này nhá. Nào. Cắn xong con này cắn ngứa mày. Đậy để lại vẫn còn nhá. Đúng mà. Về để lấy. Đây là cái hương đặt vào đây. Hay là máu này. Lấy cái kia thì đào. Giúp. Ấy à. Chảy máu ghê thật. Ngứa. Mẹ chúng mày. Cắn nó ngứa mà. Đi. Về đi. Đi. À, thôi cứ để thủng đấy đã. À, hay chế biến món ăn luôn còn chỗ. Còn trong này tí chiều. Này
thì chiều đào nốt bán. Thế là còn bao nhiêu con được bán? Còn nhiều mà tao ít nhất tao thử mấy cơ mấy mấy cái đuôi nó thọt vào trong nữa. Để chúng người lấy tiền đi du lịch. Làm món ăn đi. Ok nhá mọi người nhá, quyết định sẽ không bán nữa mà sẽ làm món ăn luôn nhá. À, bây giờ là phải thịt nó từ từ đứng, cùng thả xong úp lại. À, thịt nó cạo vảy đi rồi sẽ mổ. Nào thả vào nhá, 1 2 3. Ok, cho nó tẩm nước sôi đó mọi người ạ, sắc đi tẩm nước sôi cho nó chết với cả dễ cạo vảy ấy. Lấy vảy đó với cả nếu mà nó có hôi ấy, thì nó hết đây nhỉ. Cắn mình 2 phát tí mình ăn nó. Tí mình cắn lại nó. Cắn lại nó. Rồi lấy que dần nó đó. Còn việc sống rồi. Đấy. Chết hết rồi. Rồi, đổ nước đi. Chết hết rồi mọi người. Xuống đi thịt. Ok, bây giờ bắt đầu đem mổ nhá mọi người nhá. Đi. Bằng không? Không bằng đâu. Đấy, cạo hết cái vảy nó đi nhá. Cái rắn này rất là ngon. Cầm cái đầu nó này không mà vuốt phát vào răng nó lại đứt tay. Da nó, à cái vảy này chung nước nóng vào chuốt dễ mọi người ạ. Đẹp luôn. Con này nó ở bẩn này. Đâu, đưa tao làm con trắng trắng cho mọi người xem. Đây này. Đây, đây nhá mọi người nhá. Tuốt phát hết cái vảy nó luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy. Sạch sẽ luôn. Con này được nước. Xong rồi ta bắt đầu mổ. Và làm hôm nay sẽ nấu món ăn như kiểu ở trong miền Nam anh em mình hay xem ấy. Rắn canh rắn, gọi là canh rắn ấy. Được một đùm linh đan nhé mọi người nhá. À, toàn trứng nhá. À thật đấy. Linh đan trứng sinh. Nó sắp để rồi nhỉ. Mình có máu đệ nó thích ăn trứng non, bảo là để cho máu đệ cả dây cả ruột, cả mật luôn. Ngon mà. Cả tim luôn. Ngon gì? Bẩn lắm, bỏ đi. Không bẩn đâu. Nó con bọn này nó nhịn đói đấy. Bây giờ nước suối của mình nó không được sạch lắm, thế nên anh em mình rửa bằng nước nhà nhé mọi người nhá. Lavi, rửa lại bằng Lavi. Đấy, trứng để ăn. Không biết ai đã từng ăn trứng rắn chưa? Cái món trứng rắn cực kỳ ngon và bổ nhá. Sướng. Này. Như trứng như trứng non của con gà ấy. Quá đẳng cấp luôn. Nào, rửa nốt rắn. Ai, ui. À, hôm nay nhá mình phải gom như trứng rắn với cả lòng rắn ấy. Làm món lòng rắn xào mướp. Rồi. À, nhưng mà người ta bảo lòng rắn bẩn lắm. Không bẩn đâu. Thế mà thế. Nhưng mà là ok nhá. Thôi rửa lại từng con đây. Sạch sẽ. Răng vẫn cắn nhau. Nấu cả con nhá mọi người nhá. Rồi tắt. Răng nó sắc lắm này. Nó cứ tự mắc vào nhau. Trong các loại rắn thì mình thích nhất là ăn rắn mồng. Mềm. Ngày xưa bố mình hay đi đơm cá bắt được nhiều rắn mồng lắm. Bây giờ người ta thích hết rồi anh ạ. Bây giờ thì vẫn có, vẫn nhiều nhưng mà dân không ăn lắm. Tùy chỗ. Đúng, tùy chỗ, dân lại ít khi ăn cái rắn này. Ít người ăn rắn, vẫn cắn nhau này. Đấy, răng nó rất là sắc, nó vướng vào cái gì cái là nó đấy. Thế nên là nó cắn anh em mình cái là chảy máu luôn. Đến chuyên mục nấu rắn nha mọi người nhé. Ok. Nước sôi lăm tăm để cho con rắn nó sẽ đỡ tanh. Cho rắn vào em. Ok. Vào nồi đấy em ơi. Đấy. Một nồi canh rắn siêu to khổng lồ. Trong bây giờ cho thêm cả nước dừa ấy. Nó ngọt nhờ.
ok nha mọi người nhá. À còn cái món trứng này lúc nào nó sôi gần ăn rồi mới cho trứng vào, không sợ nó nhũn mất. Cái rắn này cứ ninh như thế này á, không phải ninh mà sủi một lúc là ăn, tại vì nó mềm mà. Không giống như cái loại rắn khác là luộc xong là cho ra chặt xào rồi lại nấu với nước dừa với kia. Hôm nay anh em mình cho tất vào nấu luôn. Ngon, món này tí nữa sẽ ngon. Ok nha anh em nhá, bây giờ sẽ cho cái đây mới là món chính này, món này. Đây mới đặc sản nha mọi người. Ngon lắm. Ôi giời, nó quấn vào nhau hết luôn. Đẩy vào. Cho nó sủi khoảng 5 phút là cho ra. Sủi tầm 5 phút cho ra đấy mọi người nhá. Cái rắn thì cũng được rồi, không cần ninh lâu tại vì rắn này nó mềm lắm. Rắn mồng mà. Mồng lốt. Chân tăng thẳng, bốc hơi. À, đây là nồi canh nha mọi người nhá. Còn đây là rắn anh em mình đã vớt ra. Rồi cho mọi người xem này. Úi trời, tuyệt vời không? À, những cái gọi là chân trâu, hạt chân trâu ở trên này là trứng rắn nha mọi người nhá. Siêu ngon luôn. Đây. Ui, cái này mà thả vào uống trà sữa. Ok. Đây, cái này thì chín quá rồi. Ui, cái này vỡ mật à. Chị Ma Đệ mà thích ăn cái bộ. Mật nó đắng lắm. Cả lòng nhé, cả lòng non nhé mọi người nhé. Lòng à, trứng à. Mới nói cả mọi người. Ui dồi. Lần đầu tiên ăn bộ trứng rắn này. Hình như cái trứng này là trứng khác ấy chứ. Của bộ khác ấy. Liền luôn ấy. Liền luôn à. Ngọt á. Ngọt á. Cho tao xin mấy quả trứng nhà này. Này, cái này hết trứng to, còn hết trứng ngon này. Thử miếng đây, đẩy dưới này. Anh mà bỏ mà. Đây. À, mời mọi người nhá, trứng rắn. Trứng rắn, tim gà lông mì. Úi dồi, ngọt, béo, bùi lắm. Lòng, nhưng mà lòng rắn tao không dám ăn. Ngọt. Mà thử nếm thử cái mật xem đắng không. Mật hả? Liếm ra. Đây, mật nó đây, nó ngấm nhất cận gan luôn này. À, chơi luôn à. Đắng ngon luôn. Ây à. Cứ vỡ. Đắng không? Đây vỡ này. Đắng không? Đắng. Đắng đắng kiểu vị ngọt hay là vị kia? Ngầm ngầm. Tốt. Tốt à. Ok. Còn đây là trứng to của nó nhá mọi người nhá. Trứng to của nó thì cảm giác nó cứng lắm. Mình thử miếng nào. Khô lắm. Nó bột. Trứng to ăn không ngon bằng trứng nhỏ. Đấy, nhưng trứng to bùi. Đến ừ. Trứng to bùi, béo. Bùi béo lắm. Ngon không? Ngon. Chín đến ngon không? Ngon mọi người ạ. Chắc là phải ăn cả dây mọi người. Những cái trứng này nó ăn nhiều, cái bột đấy, nó bột bột. Ừ. Ngon. Ngon cực luôn. Đã luôn. Ừ. Béo cực luôn á. Ừ, thập toàn. Đây. Đây là một quả một dây này. Ừ. Hơi mềm mềm vừa chín đấy luôn nhá mọi người nhá. Vừa khéo chín luôn đấy. Đây rồi nhá. Bùi béo lắm. Mọi người. À, tiếp tục thưởng thức đến cái món chính. Món chính nhưng mà là món phụ. Món phụ. Nhưng mà là rất là chính. Đây. Ui là chính chăng. Đây nha mọi người nha. Món này là món rắn nha. Mình xin phép mọi người cắt vào cái đầu. Úi chà. Ăn như ẩm thực mukbang của bọn Thái Lan ấy nhỉ mọi người nhỉ. Mềm. Mềm á. Thịt mềm lắm, ngọt. Ngọt. Rất là lâu rồi mình không ăn lại cái rắn mồng này nhé mọi người nhá. Nó ngọt cực luôn á. Ui. Bỏ cái clốp nó đi. Ngọt lắm. Chả đấy. Mời mọi người nhá. Ôi, cái rắn mà mềm á. Có những rắn này là mềm nhất mọi người. Ừ, rồi. Ngon nhất, ăn cả xương luôn. Nè. Xương nó chỉ có một tí ở giữa thôi, còn đâu này. Nguyên con là đấy luôn. Ngọt lắm. Thịt rắn thì ngọt thì khỏi phải nói rồi. Không phải suy nghĩ luôn. Đấy,
Đây là rồng ngậm chân châu. Vẩy lên đấy, rồng ngậm chân châu. Em vẫn là cứ thích cái món chân châu nhất anh ạ. Wow, chân châu này vẫn còn chui bên trong lòng này. Ngon hết luôn đó. Mang đệ nó ăn còn hơn cà chê mọi người ạ. Cái gì đây? Món này là siêu đặc sản đấy. Cái bát là làm bát nước canh nóng nó mới ngon mọi người ạ. Mấy quả này còn mũm mĩm mũm mĩm này mọi người. Xuống lắm. Cái món này phải vừa ra lò bắt phải ăn luôn. Không có để lâu lâu là nó bị cứng. Cứng hết. Trứng rắn lại. Ăn là nó bị khô mà chít. Trứng á? Đấy, nhúng vào đây, đây nóng này. Nhúng vào đây. Làm bắt canh nóng nha mọi người nhá. Đây, nhúng vào đây này, muốn nóng. Nhúng vào đây. Chân trâu ấy. Mình sẽ làm quên không để không để quả trứng nào sống ấy, để bóp ra đây. Đây. Có hai quả này, từ từ. Hai quả này nó vừa chín tới là nó mềm lắm. Đấy, mấy quả này mềm lắm. Đấy. Dằm ra đây. Ý, nó vỡ ra đấy. Dằm ra đây nhá. Mà nó bùi nó béo cực luôn. Húp à? Húp. Trứng rắn ấy. Đẹp làm bát mới được. Hết giờ luôn. Mình cảm giác như món ăn này nó kiểu như món thập toàn đại bổ ấy.